Rồi cả lớp mình ghi bài nào. Hỗ trợ trong trường hàm số. Thế kỹ năng đầu tiên cũng là kỹ năng mà có thể mình đã dùng nhiều rồi, kỹ năng giải phương trình. Các bạn ghi số 1, đó là kỹ năng về giải phương trình. Kỹ năng số 1, giải phương trình. Thế nhắc về kỹ năng giải phương trình thì các em có hai cách để giải một phương trình. Nếu nó chỉ đơn giản là phương trình bậc 2, bậc 3 thôi, cho xin máy tính lên đi. Nếu chỉ đơn giản là phương trình bậc 2 với phương trình bậc 3 thôi thì các em dùng ấn mốt 5 cũng được, đúng không? Cái này mình học từ lớp dưới rồi. Ấn mốt 5 thì nó sẽ ra được cái phương trình bậc 2 hoặc là bậc 3. Tuy nhiên là đi thi thì bậc 2, bậc 3 nó xuất hiện thì có, nhưng mình cái này thì không đáng để học. Thế còn có một cái kỹ năng nữa, đó là giải những cái phương trình bất kỳ. Đó là các em sử dụng cái chức năng gì đấy các bạn nhỉ? Shift xong rồi cái can dưới này đúng không? Thế đây là cái chức năng giải phương trình bất kỳ. Tuy nhiên trong cái phần này thì các em cũng hiểu đây. Giờ mà muốn làm được tốt đấy thì các em phải hiểu rõ được cái bản chất của cái cách làm này. Và thứ hai là kinh nghiệm phải làm ra nhiều nghiệm. Bởi vì khi mà các em, thực ra khi các em dùng một lần rồi, giả sử cái này, các em có cái phương trình là x bình phương trừ 3x trừ 4 bằng 0 chẳng hạn. Mỗi lần các em ấn ấn shift can này kìa, thì các em chỉ được ra có một nghiệm thôi, mà trong khi phương trình của các em đôi khi nó có tận 2 nghiệm hoặc là 3 nghiệm, đúng không? Thế bây giờ thử lại nó lần nữa nhá. Cái này nói qua thôi, tại các em đã biết phần lớn rồi. Nào giả sử các em phải giải cái phương trình này x bình phương trừ 3x trừ 4, các em giải theo trường hợp ấn shift zone nào. Thế đầu tiên là các em nhập cái hàm số này vào đúng không? Nhập cái hàm vế này. Cố gắng làm sao mà đẩy tất cả về vế trái nhá. Các em lưu ý là các em đẩy toàn bộ về vế trái để cho vế này là không thôi. Đó. Xong các em ấn đây, shift này, can này. Rồi bây giờ mình cứ nhập một giá trị x bất kỳ các em thích. Đương nhiên là mỗi bạn các bạn thích một số. Ví dụ bạn này thích số này, bạn kia thích số kia. Nhưng thôi số nào cũng được, ví dụ chị nhập hộ bừa một số cái. Đây. Thế giả sử chị Loan chị nhập số 3 thì đẩy ra được x bằng 4. Đương nhiên là có những bạn các em sẽ đẩy ra được một cái x khác. Nhưng thôi cứ giả sử là x bằng 4 đi. Và các em phải hình dung là các em vẫn còn thiếu một nghiệm nữa đúng không? Và để có thể có một nghiệm nữa thì mình bắt đầu làm gì? Lúc này các bạn lùi lại. Các em đóng ngoặc cái biểu thức đầu tiên này vào. Và vì là mình đang có nghiệm là x bằng 4, cho nên mình sẽ đem chia đi cái nhân tử. Cái nhân tử x bằng 4 là nhân tử x trừ 4. Đấy nhá. Mình đóng ngoặc cái cụm này lại, xong mình đem chia cho cái nghiệm này x bằng 4 thì nhân tử của nó x trừ 4 mà, đem chia đi. Rồi sau khi chia xong thì các em lại tiếp tục, các em ấn shift zone tiếp và các em sẽ ra được nghiệm thứ hai, đúng không? Nào bây giờ mình làm này. Sau khi ra nghiệm đầu tiên, các em ấn lùi lại. Xong các em đóng mở ngoặc cái cụm này vào. Rồi, với nghiệm x bằng 4 thì các em sẽ chia cho x trừ 4. Chia cho x trừ x0 đấy. Được chưa? Xong lại tiếp tục ấn này, shift này, can này. Rồi thích ấn số mấy cũng được. Thì nó sẽ đẩy cho các em nghiệm còn lại là x bằng âm 1. Đến đây các em ra được tiếp x bằng âm 1. Thế nhưng nếu mà các em vẫn còn cảm thấy là biết đâu lại vẫn còn nghiệm thì sao, đúng không? Thế mình lại tiếp tục làm gì các bạn? Nào bây giờ kiểm tra xem là còn nghiệm nữa không. Thì mình sẽ tiếp tục lại lùi lại. Xong mình đem chia đâu cái gì các bạn? Cái x cộng 1 này đúng không? Ấn lùi lại này. Vẫn y nguyên biểu thức này. Xong rồi chia thêm cho cái nhân tử. Nếu x bằng âm 1 thì nhân tử này là x cộng 1. Đấy. Nào lùi lại này. Rồi xong tiếp tục lại chia luôn cho cái nhân tử x cộng 1 mà các em vừa tính ra kia, x cộng 1. Ok, xong lại tiếp tục shift này, show này, và nhập bừa một giá trị nữa. Đấy rồi đợi đẩy sang nghiệm. Thường thì trong một phương trình các em chỉ ra có 2 nghiệm thôi. Còn khi nào thì nó báo vô nghiệm. Đây, nếu máy nó báo là không thể tìm một nghiệm nữa, thế này là không còn, hết rồi đúng không? Hoặc là đây này, lùi lại một cái phương trình bất kỳ đi, xóa cái x trừ 1 đây. Đấy nhá, cái việc đầu tiên thể hiện vô nghiệm là nó ra cái cụm từ không tìm bằng nghiệm. Hoặc ấn hộ gạt, shift này, rồi nhập bừa một giá trị cho anh này. Hoặc là nếu mà cái này, cái trái trừ phải này, đấy, mà nó ra khác không, tức là ra số lẻ, thì đây là hai trường hợp mà các em phải hiểu nó là hết nghiệm rồi, vô nghiệm nhá. Thế thôi, đơn giản chỉ là như vậy. Được chưa? 11 rồi. Đấy thì bây giờ có bạn nào các bạn chưa biết thì các em bổ sung thêm vào. Tuy nhiên là có một cái các em cũng cần lưu ý, nhất là những bạn mà các em đang sử dụng máy 570 VN. Các em nhìn phương trình số 2 nào. Các em nhìn phương trình số 2 ở trong tờ bài tập. Cái này x trên 2 à? Trừ gì nữa? Trừ 1. Gì nữa nhỉ? Trừ 2 trừ x chia cho căn của 4 trừ x bình. Đây. Nào cả lớp nghe. Hôm sau này đi quên không mang máy tính, xong phải mượn máy tính khác, không làm được. Để giải cái phương trình này thì thôi các bạn biết cách làm rồi. Đầu tiên là các em nhập biểu thức này vào trong máy tính đúng không? Xong các em ấn Shift Can ra. Tuy nhiên với máy Vinacan nhá, cái máy hình nó giống như này này, thì khi mà các em ấn Shift Can ấy, các em ấn cái gì cũng được, rồi các em nhập bừa giá trị x nào cũng được. Nhưng với máy 570 nhé, các em nghe kỹ này, nếu ai đang sở hữu cái máy 570 này thì cái giá trị mà các em ấn ấy nó phải thỏa mãn điều kiện của bài toán, hiểu không? Ví dụ ít nhất bài toán này có điều kiện là 4 trừ x bình lớn hơn không. Vậy là x nó phải chạy từ gì các bạn? Trừ 2 đến 2. Cho nên là khi mà các em ấn Shift này, xong rồi show này, người ta hỏi nhập x bằng bao nhiêu thì em phải nhập x trong cái khoảng điều kiện này. Nếu là với máy V570 các bạn hiểu không? Nếu bạn nào vô tình các em nhập x bằng 3 ấy thì nó sẽ không đẩy ra cái gì đâu. Hoặc em đơn giản em nhập x bằng 2 thôi, nó sẽ không đẩy ra cái gì cả. Có hiểu trên bảng mình đang nói gì không? Ừ, đấy. Nên là mỗi máy các bạn đấy nhá, máy Vinaca nó cải tiến rồi thì các em thích nhập cái gì nó vẫn ra nghiệm cả. Nhưng 570 thì nó phải theo điều kiện. Bạn phải nhập đúng cái giá trị x nằm trong khoảng này này thì nó mới chấp nhận ra nghiệm cho các em. Đó, đấy là những điều mà các em cần phải lưu ý tùy từng máy nhá. Đó là tìm khoảng đồng và tìm khoảng nghịch biến. Ghi bài vào. Đấy là không ưu tiên cách này nhá. Các bạn cứ làm tự luận là tốt nhất. Chẳng qua là đôi khi nhỡ chẳng may các em gặp phải một cái hàm số nó phức tạp quá chẳng hạn. Hoặc thứ hai là các em cảm thấy mệt mỏi, các em không làm được tiếp thì các em có thể dùng mang tính hỗ trợ thôi, nghe không? Nào bây giờ các em ghi này. Để tìm ra khoảng đồng biến và khoảng nghịch biến thì các em có hai cách. Cách 1, đó là các em thử đáp án. Cách 1 là các bạn thử đáp án. Thế với cái cách thử đáp án này ấy, thì mình chỉ cần nhớ là theo nguyên tắc hàm số có y phẩy lớn hơn 0 thì hàm này là hàm gì các bạn? Đồng biến. Còn hàm số có y phẩy bé hơn 0 thì hàm này là hàm nghịch biến. Nguyên tắc chung là như thế. Thì tóm lại là cái mà các em cần là cần tính gì các bạn? Y phẩy đúng không? Mà trong máy tính thì có cái chức năng tính hộ các bạn y phẩy, đó là D trên dx. Đây, chức năng này là chức năng tính y phẩy và các em chỉ có việc điền các cái giá trị vào đây chọc hết. Cho xin cái chức năng đấy. Đây nhá, lớp 11 học rồi, ship này. D trên dx này đúng không? Ship vào cái ngoằn nghèo này. Đây là biểu thức mà các em cần điền vào. Hàm số mà các em cần điền này. Còn đây là giá trị x mà các em thử trong 4 đáp án. Các em thử cái gì thì các em thay hết vào đây, được chưa? Xong nó sẽ tính ra đạo hàm cho các em. Rồi nào, thế bây giờ mình thử một câu nhá. Nhưng bạn phải ghi nhớ là đúng, bạn cứ làm đúng định nghĩa thôi. Tính ra y phẩy dương thì đó là hàm đồng biến, còn tính ra y phẩy âm thì đó là hàm nghịch biến. Giả sử như các em nhìn câu 1 này. Đương nhiên câu này rất dễ đúng không? Đi thi mà bạn nào bạn làm máy tính câu này nó coi như là phớt đi rồi. Nhưng mà giả sử đi, cái mà các em đang nhìn thấy là một cái hàm số nó rất là cồng kềnh. Giả sử như thế, đúng không? Thế bây giờ các em ngại quá không muốn làm thì các em có thể ngồi các em thử đáp án cũng được. Nào, nguyên tắc thử này. Giờ người ta hỏi về đồng biến với nghịch biến. Người ta đang hỏi các em về hàm số nghịch biến khi nào. Vậy các em phải hiểu là hàm nghịch biến khi y phẩy nó làm sao các em? Nó âm đúng không? Vậy bây giờ mình sẽ đi tính y phẩy của 4 đáp án này, xem y phẩy nào âm thì đó là y phẩy đúng. Thế thôi. Nào giờ đi tính y phẩy nhá. Bằng cách các em nhập này. Từ từ đã. Lại đi. Đầu tiên là ấn Shift này, ngoằn nghèo này. Rồi, thế đây là ra được cái y phẩy đúng không? Nhập cái hàm số này vào. Hàm số các bạn là x mũ 3 trừ 3x. Rồi, và giờ thì mình đi mình thử từng đáp án một. Đây là đáp án A này. À, ở trong cái chú ý này cũng quên không ghi. Đó là dương vô cùng với âm vô cùng thì các bạn có thể nhập nó là âm 10 với dương 10. Nếu mà trong khâu thử nhá. Đại diện này mà. Tại vì nghiệm của các em chả bao giờ nó quá là 10 cả. Không có bài nào nghiệm quá 10 hết. Nào ví dụ đáp án A, các em cần biết là đây là khoảng đồng hay khoảng nghịch. Các em bắt đầu thay cái âm vô cùng để vào này. Thay âm vô cùng vào, các bạn thay âm 10 vào. Rồi và sau các em bấm bằng. Như vậy là kết quả của y phẩy lúc này đẩy ra số 297 này. 297 là số dương hay số âm các bạn? Số dương đúng không? Chứng tỏ là y phẩy của thằng này dương. Nhưng cái mà các em cần tìm là hàm nghịch biến cơ. Hàm nghịch biến là y phẩy phải gì? Phải âm. Thế như vậy đáp án này làm sao các bạn? Sai. Thế thôi. Thế cho nó được. Hiểu vấn đề không? Rồi tiếp tục thử này, đáp án B này. Thử thôi thì cũng biết là đáp án B này sai đúng không? Tại vừa thử âm vô cùng sai xong. Thế thằng này sai nốt này. Tiếp theo ví dụ thử đáp án D chẳng hạn. Các em nghe. Đáp án D giả sử có dương vô cùng này thì các em sẽ nhập là gì các bạn? Dương 10. Nào thử D nhá. Bằng cách là các em thay x bằng dương 10 ở trên này này. Rồi bây giờ em bằng. Thế với x bằng dương vô cùng thì y phẩy vẫn là 297. Thế y phẩy này y phẩy dương là gì nữa? 297 tức là y phẩy này dương. Thế nếu y phẩy này dương thì hàm này vẫn là đồng biến. Đồng biến thì là sai. Bởi vì bài toán thì người ta hỏi nghịch biến đúng không? Vậy sai, sai, sai. Thế đáp án đúng là gì các bạn? C. Ví dụ thế. Đây là cách có thể chấp nhận được nhá. Nhưng hãy nhớ này, các bạn sẽ chỉ dùng nếu trong trường hợp mà hàm số các em phức tạp quá thôi. Còn cái hàm số trông thế này thì có lẽ là các bạn nên viết ý tí cho nó khỏe tay nhá. Câu hỏi tiếp theo, không ai người ta bắt chặt các em những câu này làm gì cả. Đi thi người ta vẫn thường xuyên cho những câu này. Ok, làm. Giả sử không muốn làm tự luận nhá. Bây giờ các em dùng y phẩy này, ship này. Đây này, đúng không? Nhập cái hàm số mà các em cần xét tính đồng, tính nghịch biến vào. Tập trung đi. Được chưa? Xong bây giờ các em chọn lấy giá trị x. Nào bây giờ thử từng đáp án một. Phương pháp này phương pháp thử mà. Đáp án đầu tiên người ta bảo là hàm số nghịch biến trên khoảng từ âm 1 đến 1. Nghịch biến trên khoảng từ âm 1 đến 1. Thế thì mình chọn một giá trị trong này đi. Chọn một giá trị 0,5 chẳng hạn nhá. Nào, từ âm 1 đến 1. Bây giờ các em chọn một giá trị bất kỳ trong khoảng này. Các em chọn 0,5. Đây, lấy 0,5. Thay 0,5 vào đằng sau này. Xem lúc này y phẩy ra âm hay ra dương à? Rồi, y phẩy ra dương đúng không? Vậy là x bằng 0,5 là cũng ok. Đấy. Thế thì nhưng nếu x bằng 0,5 mà y phẩy ra dương ấy thì đáp án này làm sao các bạn? Sai đúng không? Tại người ta bảo hàm số gì đây? Nghịch biến mà mình lại tính ra dương, như vậy sai. Y phẩy này dương này mà người ta lại bảo hàm nghịch biến là sai rồi, thấy chưa? Tiếp theo nào câu B. Hàm số đồng biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Bắt đầu thay dương vô cùng vào đây. Nào thay dương vô cùng vào đây này là thay dương 10 vào. Và bây giờ bằng. Đây. Thế y phẩy tại dương vô cùng nó ra 1,41 là số dương. Thế dương vô cùng là đúng hay sai các bạn? Đúng rồi đúng không? Vậy dương vô cùng đồng biến, đúng rồi. Thế thôi, đáp án B. Đấy. Xong hết. Đồng biến dương vô cùng thì đáp án B hết đấy. Đương nhiên câu này không khó mà thôi đấy, làm cái này nhanh hơn và nó nhẹ nhàng hơn. Nhắc lại này, đây là những kỹ năng giải quyết các câu hỏi cơ bản thôi. Mình càng nhẹ nhàng bao nhiêu thì mình càng dành sức cho những câu khó bấy nhiêu. Rồi, tuy nhiên bạn phải ghi nhớ này, đây là những câu hỏi mà sẽ chỉ làm được khi nào? Đây là những câu hỏi mà sẽ chỉ làm được khi người ta cho các cái giá trị ở x ở dưới để mình thay ngược lên đúng không? Các bạn thay ngược lên thì các bạn làm ngon lành. Nhưng nếu họ không cho ấy thì mình không dùng cách này được. Cách số 2 các bạn ghi, cách số 2 cách tổng quát hơn. Các bạn phải hoàn chỉnh cách này đi. Tại vì kết thúc chương hàm số đây rồi mà. Đó là cách vẽ bảng biến thiên của đây thôi. Cách 2 là cách vẽ bảng biến thiên. Cách này thì hơi lòng hoàng hơn một chút, nhưng nó được cái nó mang tính tổng quát. Và hôm nay thì các bạn phải ngồi, các bạn bình tĩnh và nhìn ra các cái giá trị để thế nào. Thế trong cái quá trình học mình đã học với nhau này, để có thể vẽ được bảng biến thiên của một hàm số bất kỳ thì các em dùng chức năng gì đấy? Table đúng không? Mốt 7. Đây. Thậm chí dịch ra là từ bảng biến thiên hay còn gì nữa. Và để là vào thì các em ấn tổ phím là ấn phím mốt này, xong cộng với phím 7. Ấn mốt cộng 7. Tiếp tục, đó là các em sẽ nhập vào hàm số fx. Nhập vào hàm số các em cần vẽ bảng. Tuy nhiên là thường ấy thì họ sẽ không cho các em khoảng đâu. Thường là họ sẽ không cho các bạn khoảng chạy từ bao nhiêu đến bao nhiêu, mà mặc định chạy từ âm vô cùng đến gì các bạn? Dương vô cùng. Thì lời khuyên nhá, nếu các em vẽ từ âm vô cùng đến dương vô cùng thì tối thiểu là các em cho chạy từ -5 đến 5. Thế này là cũng không được an toàn lắm, nhưng mà thôi chấp nhận được. Nào, cho chạy từ âm 5 đến 5. Thế còn step thì chắc là bạn vẫn nhớ nhỉ? Cuối trừ đầu chia gì? 19. Thế chia 19 là chia tối đa rồi. Tức là khi mình chia 19 ấy thì bảng này sẽ xuất hiện 20 giá trị. Đấy là tối đa rồi. Thế còn máy 580 bạn nào đã chót mua ấy thì bạn có quyền bạn chia tận 39. Tức là bảng của các em sẽ có bao nhiêu giá trị các bạn? 40 giá trị liền nhá. Thôi nhưng mà thực ra không cần, 20 giá trị là nhiều lắm rồi. Các em ngồi các em đếm 20 số các bạn đã thấy mỏi rồi. Đếm 40 số đến bao giờ? Đây, thì các em nhớ đây. Nhưng những cái thao tác này các em nhập thì nó quen tay rồi. Nhưng cái chính ấy là các em phải có một cái kỹ năng là đổi từ đây này sang gì các bạn? Sang bảng biến thiên, đúng không? Sau đó thì các em phải ngồi các em vẽ được ra bảng biến thiên thì nó mới là hoàn hảo. Được chưa? Hai các bạn nhá. Vẽ bảng của cái nào bây giờ? Thôi câu 1 đây. Nào bây giờ vẽ bảng câu 1 đây. Vẽ bảng biến thiên của hàm số y bằng x mũ 3 trừ 3x. Lấy đại diện nào nào. Bước 1 này. Vào mốt 7. Table đây, mốt này, 7. Rồi hãy nhập cái hàm số mà các em cần vẽ ra. Cứ phải coi trong đầu đây là một hàm số rất là phức tạp, thậm chí là chưa gặp bao giờ. X mũ 3 trừ 3x, ok. Sau đó này, nếu họ không chặn khoảng thì mình chủ động mình cho chạy từ -5 đến 5. Đây là kinh nghiệm làm bài từ lâu rồi. Đúng thì mới dạy các bạn được. Rồi cho chạy từ -5 đến 5. Và step thì là khoảng cách 10/19. Những cái thao tác này thì các em làm rất dễ đúng không? Các bạn nghe này, những thao tác này các em làm rất dễ. Nhưng cái điều quan trọng ấy, trật tự nào, là các em phải chuyển hóa được cái bảng này sang bảng biến thiên bình thường. Thì cách chuyển hóa đã một lần dạy, bây giờ nói lại một lần nữa nào. Vì đầu tiên nhá, các em viết cái con số thứ nhất mà các em tìm ra, -110. Cứ viết hẳn ra, thấy con số nào đầu tiên bạn viết nó ra, -110. Sau đó thì các em nhìn thấy các cái con số ở dưới này, nó có xu hướng nó làm sao các bạn? Tăng chứ, âm 110 đến âm 76 là tăng. Thế như vậy là tăng là mũi tên đi lên, đúng không? Tăng là mũi tên lên. Rồi, tiếp theo vấn đề là tăng ở đâu, nó không tăng nữa thì các bạn tiếp tục tìm kiếm này. Phải tìm những cái chỗ mà đang tăng xong yên nó dừng lại phát. Đây, các bạn thấy ở chỗ, đúng chỗ này không nhỉ? Rồi 1, bao nhiêu các bạn? 1,87 đúng không? Nó lên 1,87. Rồi nó dừng lại là không tăng nữa. Tiếp tục, nó sẽ giảm đúng không? Vấn đề nó giảm đến đâu nữa? Bạn phải bình tĩnh bạn nhìn. Đây thì như nó giảm đến số -1,876 đúng không? Giảm một phát đến -1,876. Rồi. Và cuối cùng nó làm sao nữa các bạn? Nó đi gì nhỉ? Đi lên đúng không? Đây, bảng biến thiên của các em thì nó có chiều hướng như vậy. Thế nhưng đây là các giá trị của y. Lúc này thì các em cần phải so sánh lại một chút nữa, cần các giá trị của x nữa. Trên này các em có đây. Nào với x bằng 1,87 này các em tra lại một chút. À với cái fx là 1,87 này thì lúc này x nó bằng -0,8. Các bạn nhìn sang bên cạnh này. Với fx bằng 1,87 thì thằng này bằng -0,8 này. Thế còn với x bằng âm 1,87, các em kéo xuống này. Với fx bằng âm 1,87 thì cái thằng x này xấp xỉ 0,8. Rồi đấy. Đây là cái mà các em cần khi quy đổi sang bảng biến thiên. Được chưa? Thế vậy là các em nhìn đây này, từ trong cái bảng biến thiên này các em mới nhìn ra là nó đồng biến, nó nghịch biến trong khoảng nào. Thì các em thấy nghịch biến khi mũi tên đi gì các bạn? Đi xuống đúng không? Nghịch biến mũi tên đi xuống, tức là nó chạy từ âm 0,8 đến gì các bạn? 0,8. Vậy cái này nó xấp xỉ đáp án gì trong mối đáp án này các bạn? Đáp án C nhá. Đấy, đấy là cái cách mà các bạn cần bổ sung. Có hiểu vấn đề này không đây? Bây giờ có thể là các bạn chưa quen, nhưng sau khi mà các em gặp một cái hàm nó cực kỳ phức tạp luôn đấy, thì các bạn bắt đầu thấy cái cách này là mới quý giá này. Nhắc lại nhá, ngày hôm nay mình sẽ ngồi mình tập vẽ này ra, được chưa? Thôi chút nữa đến bài cực trị thì các em sẽ thấy giá trị lớn của nó sau. Luôn tăng, đúng không? Đồng biến là luôn tăng. Vậy bây giờ nếu lý thuyết của các em không đủ mạnh để các em nhìn, thì bây giờ các em ngồi các em chạy mốt 7 của 4 đáp án này, xem thằng nào thằng luôn tăng thì thằng đấy là thằng đồng biến. Thế thôi. Nào bây giờ thử nhá, câu 5 đây. Có hiểu ý tưởng không? Muốn biết thằng nào đồng biến thì các em thử mốt 7, nếu nó luôn tăng thì nó là đồng biến. Chấm hết. Hai này không có máy tính à? Câu ý A này. Nhập cái hàm số x cộng 1 trên x cộng 3 và cho chạy từ -5 đến 5 đi. Kể cả các bạn học khá khá cũng phải ngồi mà thử ấy nhá, tại vì không có những cái lúc mà các bạn vẫn nhầm mà. Thời điểm này các em chưa đủ vững để các em làm được tất cả các câu đâu. Nào bây giờ muốn biết nó đồng biến trên R hay không nào, cho chạy từ -5 đến 5. Start là -5 này, N là 5 này đúng không? Và set là 10/19. Và bây giờ cùng nhau xem nó có luôn tăng không. Kéo từ đầu đến cuối để xem nó có luôn tăng không nào, làm đi nào. Làm nhanh. Hàm số A này có luôn tăng không? Không đúng không? Các bạn kéo xuống này, để ý một chút này. Kéo xuống đang đến 5,75, tự nhiên nó sụp một phát xuống bao nhiêu các bạn? Âm 18, thế là không luôn tăng rồi. Đấy, như vậy thì là không được coi là đồng biến, đúng không? Sai. Đấy. Tiếp theo thử đáp án B. X mũ 3 cộng x. Rồi, x mũ 3 cộng x. Cũng cho chạy từ -5 đến 5. Step vẫn thế đúng không? Rồi bây giờ xem một luôn tăng không nào. -130 này, -94 này. Vẫn đang tăng này đúng không? Vẫn tăng, chưa có dấu hiệu dừng lại. Vẫn chưa dừng lại đúng không? Và các bạn để ý thấy là trên cả cái trục fx này của nó không hề dừng lại chỗ nào, cứ thế mà nó tăng thôi. Thế thì mình gọi nó là tăng trên R. Tăng trên R tức là đồng biến trên R, con thấy thôi. Vậy đáp án đúng là gì các bạn? Là B. Đấy các bạn ghi nhớ nhá. Nhưng mà nhìn phải nhìn bình tĩnh, nhìn xem mà tăng giảm thế nào, phải nhìn hết sức bình tĩnh mà đôi khi là không phát hiện ra. Rồi, thế tự làm câu 6 đi. Sau đó các bạn tự làm câu 6 trước khi mình sang các bài toán về cực trị. Đây đây, đấy, thiếu bình tĩnh cái này đúng không? Có thấy 1,14 xong nó sụt một phát xuống 1,03 không? Nó chỉ cần nhầm một phát thôi là to rồi. Đang 1,14 sụt thẳng xuống 1,03 này. Thế thằng này không gọi luôn tăng được. Đúng nhá. Bình tĩnh tự nhá. Trong này chỉ có một thằng luôn tăng thôi, thằng nào? Thằng B đúng rồi, đấy. Thì đây là hàm đồng biến trên R. Khi người ta hỏi các câu hỏi về đồng biến, nghịch biến ấy, người ta có hai cách. Người ta hỏi một hàm hoặc người ta hỏi cùng lúc mấy hàm đấy. Các bạn nhớ cái công cụ này nhá. Làm được chưa? Kỹ năng 2 tìm cực trị. Xin lỗi, kỹ năng số 3. Đó là tìm cực trị của hàm số. Trị của hàm số thì cũng như bài đồng biến nghịch biến ấy, các em luôn có hai cách. Cách 1 đó là cách thử giá trị x. Cách 1 đó là thử đáp án. Tức là cách này thì phụ thuộc vào đáp án. Đáp án người ta cho gì thì mình sẽ phải thử như thế. Đó. Thế cách thử thì các em cũng sử dụng cái d trên dx thôi. Đây, các em sử dụng d trên dx. Tức là chức năng tính đạo hàm đấy. Thế theo lý thuyết nào? Theo lý thuyết thì khi nào xuất hiện cực trị? Còn nhớ không? Theo định nghĩa, cực trị xuất hiện khi nào các bạn? Khi đạo hàm bị làm sao? Đổi dấu đúng không? Nếu đạo hàm bị đổi dấu qua giá trị x0 thì x0 được coi là cực trị. Như vậy là các em tính đạo hàm này, Giả sử bây giờ các em muốn biết x0 này có phải là cực trị không nhá. Thế thì các em sẽ tính đạo hàm tại cái điểm trước nó là x0-1 này. Và em tính đạo hàm tại cái điểm sau nó là x0 cộng thêm 0,1. Đây. Giờ mà các em tính đạo hàm tại hai cái giá trị này ấy, nếu các em thấy đạo hàm này có kiểu đổi dấu, tức đây là gì các bạn? Cực trị. Có hiểu ý tưởng không nào? Đấy nhá, nhớ lại cực trị là nếu qua giá trị x0 đạo hàm bị đổi dấu thì là cực trị. Thế bây giờ mình sẽ tính trước nó một phát này, sau nó một phát này, nếu đổi dấu đấy là cực trị. Cụ thể hơn nào, đổi từ gì sang gì là cực đại, còn nhớ không? Y phải đổi từ dương sang âm thì người ta gọi nó là cực đại. Còn nếu các em tính y phẩy đổi từ âm sang dương, đổi từ âm sang dương thì nó là cực gì các bạn? Cực tiểu. Thế thôi. Đây là cách số 1 để nhìn nhận ra được giá trị cực tiểu, cực đại nhá. Thôi, thử nhanh một phát nào. Các em ghi lý thuyết đã vào cách 1. Hàm số trên là gì? Đấy, hãy cố gắng coi trong đầu đây là hàm số rất khó nhá. Nào bây giờ bắt đầu thử này. Đáp án A x bằng âm 1. Xem x bằng âm 1 có phải cực tiểu không. Thế thì bắt đầu các em viết ra âm 1 này. Giờ để biết có phải cực tiểu không, bạn sẽ tìm thằng trước nó là thằng gì nhỉ? Âm 1 trừ 0,1. Và mình tìm thằng sau nó là âm 1 cộng 0,1. Đây, thằng trước thằng sau. Và đây tính y phẩy đi. Tính y phẩy thì ấn shift D trên dx. Nào nhập hàm số cần xét x mũ 3 trừ 3x cộng 1. Rồi nào, bắt đầu công cụ nhá. Đáp án A này. Thử thằng trừ 1 trừ 0,1 trước. Thử thằng trước này. Trừ 1 trừ 0,1. Rồi xem y phẩy ra gì. Y phẩy ra 63 phần 100, tức là số dương. Các em quan tâm số dương. Như vậy bên này là y phẩy dương. Tiếp theo các em thử y phẩy bên tay phải này. Trừ 1 cộng 0,1. Thay trừ 1 cộng 0,1 vào đây. Sau đó bằng. Nó ra âm 57 phần 100. Mình quan tâm đến dấu âm thôi. Đó. Vậy ý nghĩa tức là qua cái điểm x bằng trừ 1 này thì y phẩy đổi từ gì sang gì các bạn? Dương này, y phẩy đang là dương đổi sang gì? Sang âm. Tức là điểm này nó phải là cực gì các bạn? Cực đại đúng không? Nhưng người ta lại hỏi là cực tiểu. Thế thì sai rồi. Đấy. Rồi x bằng âm 1 này là cực đại cơ. Điều tương tự bây giờ các bạn thử tiếp x bằng 1 này. Giờ muốn biết x bằng 1 là cực gì ấy thì các bạn bắt đầu là lấy 1 trừ đi 0,1. Thằng trước nó là trừ 0,1 này. Thằng sau nó là 1 cộng 0,1. Rồi, bắt đầu đi tính y phẩy đi. Y phẩy là các em nhập vào cái đuôi này. 1 trừ 0,1. 1 trừ 0,1, ok, bằng đây mà. Âm 57 và 100 thì quan tâm đến dấu âm thôi. Âm này. Thằng sát sau nó là 1 cộng 0,1. 1 cộng với cả 0,1 bằng 63 phần 100, đúng không? Các bạn bắn cuối có nhìn thấy máy tính không? Ừ. Rồi, cộng. Thế thôi. Và lúc này thì ý nghĩa tức là đi qua điểm x bằng 1 này thì y phẩy đổi từ âm sang gì các bạn? Sang dương. Y phẩy đổi từ âm sang dương và theo đúng định nghĩa sách giáo khoa, đó là cực tiểu. Và người ta hỏi cực tiểu thì đúng rồi. Đây, x bằng 1. Thế thôi. Đấy là cách phát hiện cực đại cực tiểu nhanh nhất nhá. Cái này có tác dụng lớn nhất cho những cái hàm số mà các em chưa gặp bao giờ, hoặc là các em ngại làm. Bây giờ các em thử câu 2. Câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 ấy. Đấy, nhất là những ý đầu tiên là nhập hàm số trị đối x trừ 3 đã. Shift này, đạo hàm này. Trị đối ấn gì nhỉ? Shift này. HIP, shift hip này. Đấy nhá. Nhắc lại những ai chưa biết ấn này. Shift này. HIP. Đấy nhá. Nhập x trừ 3 vào. Thế thôi. Bây giờ mình lại ngồi thử cực đại cực tiểu này có gì đâu. Người ta nói là hàm số đặt cực tiểu tại x bằng 0. Bây giờ cho 0 trừ 0,1 và 0 cộng 0,1 xem có đúng là nó là cực tiểu không. 0 trừ 0,1 ra xem ra gì. 0 trừ 0,1 ra âm mà. Âm này. Thế còn 0 cộng 0,1 ra gì? 0 cộng 0,1 vẫn ra âm bên này. Vậy thằng này trước nó là âm mà sau đó là âm, tức là nó không đổi dấu đúng không? Không đổi dấu thì không là cực trị gì cả. Đây, đáp án A, thằng x bằng 0 này không là cực trị đấy. Thế đó. Dễ hiểu không mà. Các em ngồi các em thử x. Tuy nhiên là cái phương pháp này nó chỉ áp dụng khi người ta hỏi x thôi. Chứ giờ mà người ta hỏi y phát thì là cái này móm đúng không? Vì thế là thôi thì muốn tìm cực trị ấy, tôi hết vẫn là vẽ bảng biến thiên nhá. Cách chuẩn nhất, cách hai đó là vẽ bảng biến thiên ra. Nhưng bây giờ các em phải vẽ một cách nghiêm túc rồi này. Ngày hôm nay nhất quyết là kết thúc chương này phải biết vẽ bảng biến thiên bằng máy. Đây, ở câu 7 thì họ bắt đầu họ hỏi về y rồi. Nói chung là hỏi về x hay về y thì tốt hơn hết các em cứ vẽ bảng biến thiên bằng mốt 7 ra thì em sẽ có được tất cả các thứ. Nào bây giờ cùng làm câu 7 nhé, cho xin cái máy lên nào. Đầu tiên này, cách vào table D, mốt 7. Nhập fx vào. Các thông số thì các em cứ làm như thế, trừ 5 đến 5. Step là 10/19. Rồi, sau đó thì các em có trách nhiệm các em đổi sang cái bảng. Câu 7 nhé, cả lớp mình làm x mũ 3 cộng 3x bình cộng 1. Start là âm 5, n là 5 và step là 10/19. Rồi bây giờ bình tĩnh các bạn viết các con số này ra đổi sang bảng nào. Số đầu tiên các em nhìn thấy là số gì đấy các bạn? Âm 49 đúng không? Thì các em viết cái số âm 49 ra. Nào bây giờ các em thấy có âm 49 viết ra này. Phải viết ra nhé, không có nghĩ trong đầu đâu. Xong rồi nó có xu hướng gì đây? Xu hướng tăng lên, thế thì vẽ mũi tên tăng lên. Vấn đề là tăng lên đến bao nhiêu thì bình tĩnh các bạn nhìn thử. Nó cứ tăng dần này. Đến tầm 4,92 đúng không? Đến 4,9. 4,9 là nó dừng lại, không tăng nữa. Thế không tăng thì nó sẽ phải giảm. Bây giờ nó lại giảm tiếp này. Và xem nó giảm đến đây. Nó giảm đến 1,18 thì nó không giảm nữa đúng không? Vậy từ 4,9 này nó giảm xuống 1,18. Không giảm nữa và nó có xu hướng đi lên nhá. Và cuối cùng nó lên tận trên cao là bao nhiêu? Ôi cái này lên cao lắm. Rồi, cứ hiểu là dương vô cùng. Rồi đây, vậy là các em có được bảng. Nghe các bạn có được cực trị. Và đây chính là bảng y đúng không? Đây là bảng y này. Thế bây giờ người ta có hỏi y thì mình trả lời được ngay. Nào, họ hỏi y gì? Y cực tiểu. Thế em nhìn thử y cực tiểu đây bằng bao nhiêu các bạn? 1,18 thì nó xấp xỉ cái gì các bạn? Xấp xỉ 1 đúng không? 1,18 lại xấp xỉ 2. Rồi. Nhưng mà cái mà các em cần nhìn hơn đấy là cái này, phải tập thói quen luôn nhá. Sau này người ta sẽ hỏi x hỏi y thì chưa rõ, nhưng bây giờ có y rồi các em cũng tập nhìn luôn cái x tương ứng đi. Bây giờ tìm lại cái 4,9 này, các bạn tìm lại cái chỗ 4,9 này. Thì các em sẽ để ý thấy lúc này x của nó sẽ bằng âm 1, bao nhiêu đây? 85 đúng không? Như vậy trên này này, x của nó là âm 1,85. Hoặc sau này bạn phải hiểu đây là âm mấy đấy các bạn? Âm 2 đúng không? Đấy. Tức là máy này, cái máy Vinacan thì nó không được chi tiết quá nên mình lấy xấp xỉ thôi. Còn máy sau khi được nâng cấp đời 580 nó sẽ ra thẳng cho là âm 2 thôi. Mà cũng như nhau mà đúng không? Mình là người thông minh tự mình hiểu. 1,18 này, tìm đấy mà. Đây, 1,18 nó ra là trừ 0,2. Nào thì cái trừ 0,2 này thực sự nó là số mấy các bạn? Số 0. Nó là số 0 đúng không? Shift với số 0 này. Vậy 0 này âm 2 này thì chưa? Thế thôi. Tuy nhiên trong cái quá trình vẽ bảng biến thiên thì các em phải có một cái lưu ý. Hiểu không? Có một cái lưu ý lớn đó là với những hàm phân thức nhá. Với hàm phân thức thì khi các em vẽ, các em không được phép cho chạy ngay từ -5 đến 5. Giả sử như câu 8 chẳng hạn. Bởi vì nếu các em cho chạy từ -5 đến 5 vô tình các em chạy qua là cái gì các bạn? Cái điều kiện đúng không? Hãy nhớ này, trong những hàm phân thức thì các em cũng phải chịu khó các em tìm điều kiện ra và các em tránh số ấy ra. Ví dụ ở cái câu hỏi số 8 đề thi năm vừa rồi chẳng hạn, nhưng mà đề minh họa thôi. Thì các em để ý thấy là cái mẫu này khác không này, cho nên x khác âm 1. Vậy nếu các em cho chạy một phát từ âm 5 đến 5 ấy, là nó đi qua âm 1 này là các bạn thấy là không được. Vậy nếu mà nó bị dính x khác âm 1 thì các em chịu khó các em chạy 2 lần. Lần 1 là chạy từ âm 5 đến âm 1, lần 2 là chạy từ âm 1 đến gì các bạn? Đến 5. Ghi nhớ nhá. Nếu có giá trị mà nó bị đứt đoạn ở giữa này, các em chịu khó các em chạy 2 lần, đừng tham chạy từ đây là sai đấy. Các em cho chạy từ âm 5 đến âm 1, rồi các em chạy thêm một lần nữa từ âm 1 đến 5. Nào bây giờ cả lớp cùng làm câu 8 nhá. Vẽ bảng biến thiên của hàm số này. Nhưng mình vẽ trên 2 khoảng. Đầu tiên là x bình cộng 3 này, chia x cộng 1. Rồi, khoảng đầu tiên các em cho start bằng âm 5 và end thì bằng âm 1. Step thì là số cuối trừ số đầu chia 19, tức là 4 đúng không? 4 chia 19. Rồi, bèn bằng. Sau các em bình tĩnh các em viết các con số này ra. Âm 5 đến âm 1 này, step là 4 chia 19 này. Bây giờ viết ra, đầu tiên xuất hiện là âm 7. Các em viết số âm 7 ra. Sau đó nó có xu hướng như thế nào? Sau đó nó có xu hướng tăng lên đúng không? Nhưng mình cũng phải ghi nhớ, mình bình tĩnh mình xem tăng ở đâu. Thì nó cứ tăng mãi này. Nó tăng đến trừ 6,005 đúng không? Nó tăng đến trừ 6,005, biết luôn đây là trừ 6 chứ còn gì nữa đúng không? Tăng đến trừ 6,005 này, sau nó sẽ có xu hướng là giảm đi. Rồi, và cứ thế nó cứ giảm đâm đầu xuống. Rồi, thế này là giảm đến vô cùng rồi. Giảm đến cái tận lỗi thôi, giảm đến vô cùng. Rồi, thế đây là khoảng thứ nhất. Và khoảng này giúp các em xác định được ngay đây là cực gì các bạn? Cực đại đúng không? Đến đây các bạn tìm luôn cực đại rồi. Tiếp theo là khoảng thứ hai từ âm 1 đến 5. Bắt đầu lại ấn lại này. Ấn ác đúng không? Chạy từ âm 1 đến 5. Âm 1 này đến 5 này. Tức là khoảng cách lúc này là 6 đơn vị, 5 trừ đi trừ 1 là 6, 6 chia 19 step đấy. Rồi, bao giờ mình viết. Bạn phải hiểu luôn nhá. Cái thằng này mà đã là âm vô cùng ấy thì thằng này nó phải là gì? Dương vô cùng, tại vì đến đây không đi được nữa mà đi lại. Thì nó có xu hướng là xuống 10 này, xuống 4 này. Cứ giảm dần, giảm dần. Giảm dần. Giảm đến đâu thì không giảm nữa. Giảm đến 2,00 thì là 2 rồi. Rồi và nó không giảm, nó sẽ tăng. Tăng lại dần dần. Và hình như tăng đến một số rất lớn đấy phải. Ok đấy, nói chung là số này lớn đi. Vậy từ đây các em nhìn ra bảng biến thiên và rõ ra được cực đại và gì các bạn? Tiểu. Đấy, học cái cách chuyển đổi các con số này sang hướng mũi tên nhá. Chuyển tốt vào. Khi mà nó dính điều kiện thì các bạn viết cả điều kiện nó xét 2 lần. Thế thôi. Đến đây thì các em nhìn ra cực đại bằng âm 6 và cực tiểu bằng bao nhiêu các bạn? Dương 2. Và khi người ta hỏi cực tiểu không ấy, tức là người ta muốn hỏi y của cực tiểu nhá. Cái y nó có hai tên gọi, một nó là giá trị cực tiểu và hai nó là cực tiểu thôi. Thế nó hỏi cực tiểu hỏi y, vậy đáp án là y bằng 2, đáp án D. Nói chung mình phải thừa nhận nó nhanh hơn cách bình thường, nhưng cũng phải thừa nhận nữa đây là nó khiến mình lười hơn nhiều. Khiến mình lười hơn rất nhiều đấy. Nhất là khi này, đảm bảo với các bạn sau này có thêm dấu căn ở đây không ai làm tự luận luôn. Tại vì nghĩ đến việc tính y phẩy thôi đã thấy chán rồi. Đấy chưa? Như thế là nếu các em gặp một cái hàm số bất kỳ người ta hỏi về cực trị thì tốt hơn hết là các em tập vẽ bảng biến thiên. Khi mà các em đã thành thạo vẽ bảng biến thiên rồi thì các em sẽ nhìn ra được số cực trị và số cực đại cực tiểu, các bạn nhìn ra rất rõ ràng. Ngay kể cả những cái câu hỏi như từ câu 10 đổ xuống chẳng hạn. Người ta hỏi số điểm cực trị là bao nhiêu? Số điểm cực trị là bao nhiêu các thứ thì như câu 12 nhá. Câu 12 này nhiều bạn làm không khéo là các bạn tìm nhầm cái này. Đấy thì bây giờ thử làm câu 12 xem nào. Hàm số trên có bao nhiêu điểm cực trị? Hàm số trên có bao nhiêu điểm cực trị? Nhiều bạn vẫn chưa có thói quen ghi ra nhỉ? Các bạn vẫn đang nghiệm. Bạn ghi nhớ là cái hàm này ấy, tuy y phẩy của nó có nhiều nghiệm lắm. Nếu mà các bạn làm tự luận nhưng nó chỉ có một cực trị thôi. Tại vì các nghiệm kia bị trùng, nghiệm kia nghiệm kép. Nào, cái kỹ năng làm nhanh liên quan đến cực trị nhá. Tiếp tục nào, kỹ năng số 4. Đó là tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một hàm số. Kỹ năng số 4 nó thuộc cái bài 3 trong sách giáo khoa. Đó là tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của một hàm. Thì sau này nó sẽ trở thành, các em nghe này, sau này nó sẽ trở thành cái bài toán ưa thích nhất của các em. Cái dạng toán này. Bởi vì bài toán tìm min max thì nó quá dễ nếu đã làm theo trắc nghiệm. Và gần như là kể từ cái hồi mà thi trắc nghiệm ấy, thì bài toán min max này nó không được đánh giá cao nữa. Tại vì hầu hết nó đều qua tay máy tính này xử lý được hết. Tại vì đơn giản lắm. Các em cứ nhập cái hàm số này vào fx ấy. Các bạn nhập hàm số fx, xong em nhìn cái bảng fx, bây giờ xem hình dung của nó, xem hình dung của nhá. Các em nhập hàm số này vào mốt 7 này. Xong em nhìn trong bảng fx số nào lớn nhất thì đấy chính là giá trị lớn nhất của hàm số. Có hiểu không? Thế thôi. Thế còn số nào nhỏ nhất trong cái bảng fx thì đó là giá trị nhỏ nhất, chấm hết. Nó còn dễ ở chỗ nữa là người ta còn cho trước đoạn từ a đến b rồi. Riêng trong cái bài 3 này người ta thường xuyên người ta cho trước đoạn từ a đến b và các em biết start là gì, end là gì rồi. Thế bây giờ làm thử câu 1 đi. Tự làm đi. Hướng dẫn chức năng sử dụng là chức năng table mốt 7. Các em từ 0 đến 2 pi là ok. Bạn ghi nhớ là chỉ cần chạy đủ một vòng tròn lượng giác là được. Thế nhá. Câu hỏi mà hàm số bình thường mà người ta lại không cho khoảng thì cứ chạy được trừ 5 đến 5 thôi. Vẫn như mình vẽ bảng biến thiên thông thường, chạy từ trừ 5 đến 5 là được. Còn như câu 8 thì tốt hơn hết là các em nên làm tự luận. Ý là vẽ bảng biến thiên đấy. Câu 8 thì cách tốt nhất là các em vẽ bảng biến thiên của cả 4 cái trường hợp ra. Thì các em sẽ nhìn được thằng nào là thằng mà có giá trị lớn nhất trong câu 8. Bây giờ sang phần cuối cùng nào, kỹ năng tính giới hạn để áp dụng cho bài tự luận. Có hỏi câu nào không trong phần min max nào? Thôi nhá. Thế bây giờ sang kỹ năng cuối cùng, kỹ năng số 5, đó là tính giới hạn để dành cho các bài toán về tiệm cận. Cái kỹ năng tính giới hạn này thì các em đã được học trong bài tiệm cận rồi, nhưng đây chỉ nói lại một lần nữa thôi. Tại sao các em vẫn cần phải biết? Nào, bây giờ các em nhìn thử này. Trả lời câu 5. Câu 5 của phần này. Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này là gì? Nào, các bạn trả lời câu 5. Nào, còn nhớ cách tìm tiệm cận ngang không? Muốn tìm tiệm cận ngang các bạn làm gì nhỉ? So sánh cái gì các bạn? Bậc tử và bậc gì? Bậc mẫu đúng không? Thế trả lời câu hỏi là câu 5 này, đường tiệm cận ngang lại là gì nhỉ? Y bằng 0 vì sao? Vì bậc tử nhóm bậc mẫu, tử bậc mấy? Tử bậc 1, mẫu bậc mấy? Mẫu bậc 3, bậc tử nhóm bậc mẫu, phương trình tiệm cận ngang là y bằng 0. Thế là sai luôn. Riêng về tiệm cận các bạn nghe này, riêng về tiệm cận dễ thì rất dễ, nhưng mà các bạn phải cực kỳ cẩn thận. Tại vì chả có gì lừa nhau dễ bằng tiệm cận cả. Trong tiệm cận đứng các bạn biết thừa là lừa bằng kiểu hay bị làm sao các bạn nhỉ? Trùng nghiệm đúng không? Mà thậm chí trùng nghiệm, có trùng nghiệm còn rút gọn là không hết. Có những trường hợp là trùng rồi nhưng mà rút gọn không hết thì vẫn còn tiệm cận. Cái trường hợp này sai bởi vì sao? Các em nghe này. Cách giải thích số 1 nhá. Đó là điều kiện của bài này ấy, là điều kiện tồn tại của hàm số là 4 chữ x bình lớn bằng 0. Thế cho nên là x nó chạy từ giải điều kiện này ra thì x chạy từ trừ 2 đến 2. Đây là điều kiện tồn tại của nó. Trong khi theo định nghĩa nào, theo định nghĩa thì tiệm cận ngang được tính ra nhỉ? Theo định nghĩa thì tiệm cận ngang được tính ra khi các em tính giới hạn của hàm số nếu x tiến đến gì các bạn? Dương vô cùng, và tính giới hạn của hàm số khi x tiến tới gì? Âm vô cùng, đúng không? Vậy là tiệm cận ngang chỉ xuất hiện này khi x tiến đến dương vô cùng hoặc x tiến đến âm vô cùng thôi. Trong khi ở bài này điều kiện tồn tại của hàm số là x chỉ chạy từ trừ 2 đến 2. Thế như vậy x nó bị giam trong khoảng này rồi. Thế có tính được ra vô cùng không? không tiến được ra vô cùng, mà không tiến được ra vô cùng thì không có giới hạn của y, vì thế là không có tiền vạch ngang đấy. Thế nhưng không nhiều bạn có thể nhìn ra là như vậy, và thậm chí đi thi còn tình huống nào người ta lừa mình còn không biết. Cho nên là nếu trong trường hợp đáp án mà có từ không có ấy, thì mình cũng nên cẩn thận bằng cách là bây giờ mình tính hẳn nó ra thôi. Thế giả sử bây giờ mà các em ngồi các em tính hẳn nó ra này, lấy máy tính các bạn ấn lim ra thì bạn thấy ngay là không hề xuất hiện. Để tính nhau. Nào, bây giờ căn của 4 trừ x bình này. Bạn phải ghi nhớ là nó phải ra một số cụ thể nhá. Nó ra một số cụ thể mà số này nó là hằng số ấy, số nhỏ nhỏ thôi. Thì đó là tiệm cận ngang, đúng không? Nhập căn của 4 trừ x bình cộng 2 bình phương này trừ x cộng 1 này. Rồi. Nào, nếu x thì đến dương vô cùng thì mình nhập như nào các em? Mình can vào xong mình nhập một loạt số gì các bạn? Số 9 thật lớn đúng không? Bây giờ can vào. Xong rồi 9 này. Rồi xong mình ấn bằng. Đấy thì bạn thấy nó trả lời luôn là gì các bạn? Lỗi, không có đúng không? Đấy, nó trả lời máy trả lời luôn này, không tính được giới hạn này. Thế vậy là không hề có tiệm cận ngang ở trong này. Mặc dù mình hiểu là cách làm nhanh là bậc tử nó nhỏ hơn bậc mẫu thật, nhưng đôi khi là mình cũng phải xem xét một chút nhá. Tất cả những cái câu mà có từ không có, các bạn cứ ngồi các bạn xem xét lại một lần nữa bằng cách là máy tính. Thế đây là cách tìm tiệm cận ngang này. Thế còn tìm tiệm cận đứng tìm nào? Thực ra tìm tiệm cận đứng thì cũng không nhất thiết là các em phải dùng máy, nhưng nếu cần nhá thì các em vi vào định nghĩa thôi. Khi mà các em học định nghĩa tiệm cận đứng là nó sẽ xuất hiện khi nhảy này. Nếu các em tính giới hạn của y khi x tiến đến x không cộng, hoặc là các em tính giới hạn của y khi x tiến đến x không trừ, mà kết quả ra cái gì thì mới có được tiệm cận đứng nào. Còn nhớ định nghĩa không? Nếu x tiến đến x không cộng và x không trừ mà kết quả phải ra vô cùng thì nó mới có tiệm cận đứng, đúng không? Vô cùng được hiểu là số rất gì các bạn? Số rất lớn, đúng chưa? Đấy, thế thì nếu mà trong trường hợp là các em phân vân thì các em ngồi các em thử. Giả sử thế nào, câu hỏi số 2 nhá, trích đề thi minh họa năm ngoái. Thế câu hỏi thứ hai này, người ta hỏi là tìm tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. Xong người ta cho các em tất cả đáp án này rồi. Thì đương nhiên bạn đã học khá thì các em có thể làm ngay, đó là gì? Các em tính cho mẫu bằng không. Cho mẫu bằng không các em ra đặc nhiệm là gì, đúng không? Xong rồi các em trả lời đó tiệm cận đứng. Thế nhưng nếu mà các em cảm thấy là có cái sự lừa lọc ở đây ấy, vậy là các em phải thử nghe. Nếu các em cho mẫu bằng không này, từ từ đã. Nếu cho mẫu bằng không các em ra được x bằng mấy các bạn? X bằng 2 với cả x bằng 3 đúng không? Nhưng chắc chắn là kiểu gì cũng có một thằng bị loại, có thế thôi. Còn nếu không tự tin thằng nào bị loại thì thử. Bây giờ các bạn bắt đầu thử với x bằng 2 này. Nào, lấy máy tính lên. Nhập cái hàm số này vào. Các em nhập hàm số này vào thử xem x bằng 2 có đúng là tiệm cận đứng không. Muốn thử x bằng 2 về tiệm cận đứng không, các em nhập hàm y vào và các em tính giới hạn. X bình trừ 5x cộng 6. Được chưa? Cả lớp mình nhập xong hàm số vậy chưa? Đấy nhá. Bây giờ thử xem x bằng 2 này có phải tiệm cận đứng không thì các em sẽ can 2 cộng vào. Can này 2 cộng nhưng mà phải cộng thêm cái gì đấy. Thì các bạn cộng thêm một cái số nho nhỏ thôi. Thế thì cộng 0,1 cũng được. Nói chung là các em cứ cộng thêm một cái số thì nhỏ nhỏ ở cạnh nó. Đây ví dụ thường là mình hay nhập là cái số nhỏ 0,001 này. Và bây giờ mình ấn bằng xem nó có ra vô cùng không. Thì bạn thấy này, nó chỉ ra số có mỗi trừ 1,1 thôi. Số này rất bé, có phải vô cùng không? Không phải. Cho nên x bằng 2 này không phải tiệm cận. Đấy. Yeah, x bằng 2 là không phải tiệm cận đứng. Nó phải ra một con số rất lớn, vì đúng định nghĩa này. Tính lim này, khi x đến 2 cộng, nó phải ra một số rất lớn thì đó mới là tiệm cận đứng. Thế còn nó ra số trừ 1,1 này là số rất nhỏ này, không được coi là tiệm cận. Không tin các bạn thử bằng 3 này, sẽ cho các bạn số rất lớn này. Bây giờ thử bằng 3 nhé, các em nhìn bảng này. Can này, 3 cộng đi. 3 này cộng thêm 0,001. Và bây giờ bằng này. Đây, nó cho các bạn con số rất lớn này. Đúng chưa? Thì lớn như vậy thì nó mới được coi là tiệm cận đứng. Các bạn hiểu rõ định nghĩa thì yên tâm hơn. Tại vì bao giờ tiệm cận cũng là câu hỏi nó sẽ bị loại. Vấn đề loại thằng nào để các bạn có thể thử vào máy cũng được. Và điều quan trọng hơn là nếu bạn biết làm ấy thì đôi khi có những cái bài toán khó của phần tiệm cận liên quan đến tham số, các em ngồi các em thử tham số cũng được. Giả sử bây giờ các bạn thử câu 8 chẳng hạn. Nếu câu 8 mà các em với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số trên không có tiệm cận ngang. Nào bây giờ các bạn nhìn câu 8 nhá. Nếu không làm tự luận, cái hôm mà hỏi các em tự luận có bạn nào làm một câu này đâu? Nào đọc lại câu hỏi. Mặc dù câu này là câu thi này. Tìm m để cho đồ thị hàm số trên không có tiệm cận ngang. Còn nhớ hôm đấy mình làm tự luận nhào không? Đầu tiên bạn hiểu là không có tiệm cận ngang khi mà bậc tử nó làm sao? Lớn hơn bậc mẫu. Thế nếu mà bậc tử mà lớn hơn bậc mẫu thì chỉ có cách m này bằng mấy thì tử mới lớn hơn được mẫu. M này bằng 0 để cho biến mất cái x bình này đi đúng không? Thì tử mới lớn hơn mẫu. Thế khi m bằng 0 rồi ấy, thì các em loại đáp án A và loại đáp án D. Đúng chưa? Nhưng mà m bằng 0 nó sẽ ở cả hai đáp án này cho nên mình vẫn phải phân vân. Thế sau mình lập luận như thế nào để ra được là đáp án B ấy nhỉ? Các bạn lập luận đó là để hàm số này không có tiệm cận ngang, một là bậc tử lớn hơn bậc mẫu, hoặc thứ hai là hàm số này không tồn tại. Hàm số này không tồn tại thì nó cũng không có tiệm cận gì cả, đúng không? Thế để hàm số này không tồn tại thì phần bên trong này phải làm sao các bạn? Phải âm. Bên trong này mà âm một cái này, bên trong này âm thì đương nhiên là thằng này không tồn tại. Thế để bên trong này âm thì có thể nhẩm ra ngay m phải âm. Tại vì m mà dương ấy, dương nhân dương xong cộng với là dương thì chẳng bao giờ âm được cả. Đúng chưa? Vậy bên trong này âm tức là m âm, thế thôi. Vậy kết hợp lại các em có m bé bằng 0. Đấy, làm tự luận thì thế. Nhớ nhá, hàm số sẽ không có tiệm cận ngang trường hợp thứ nhất khi bậc tử lớn hơn bậc mẫu, và trường hợp thứ hai bản thân nó không hề tồn tại thì nó không có tiệm cận gì cả. Thế nhưng mà nếu trong trường hợp các em không nghĩ được ra trên trường hợp như vậy thì bây giờ mình thử. Đây, thử này. Giờ mình thử xem có tiệm cận ngang hay không. Hãy ghi nhớ là tiệm cận ngang xuất hiện khi các em tính lim của y nếu x tiến đến dương vô cùng. Nếu các em ra kết quả là một số cụ thể nhỏ nhỏ ấy, thì đó là tiệm cận ngang. Bây giờ nhập vào. Ở đáp án A, các em thử m bằng 2. Đáp án A, các em thử m bằng 2 về tính xem có tiệm cận ngang không. 2x bình phương cộng 1. Rồi, sau ăn can vào. 9, đúng không? Đây, tính đến dương vô cùng này. Với m bằng 2, các em tính lim để xem có ra là một số cụ thể nhỏ nhỏ không? Thì các em mới bằng. Lúc này các em để ý thấy là số này cũng rất nhỏ thôi, có không phải mấy thôi. Vậy đây vừa đủ điều kiện là cái hằng số kìa, đúng không? Thế vậy có tiệm cận ngang gì nữa. Vậy với m bằng 2 thì có tiệm cận ngang. Nhưng người ta lại không cần. Người ta bảo không có, đáp án A sai. Đấy, rồi các bạn thử tiếp. Chỗ này với m nhỏ hơn không, mình thử m bằng âm 3 đi, xem có không? Nào, thử m bằng âm 3 xem có tiệm cận ngang. Với m bằng âm 3 này, được chưa? Xong các bạn sẽ ấn can này. 9. Đấy. Xong mình ấn bằng. Mình thấy là hàm này bị làm sao? Lỗi, không có tiệm cận ngang. Thấy không? Lúc em thử m bằng âm 3 này, em can 99 vào, em thấy hàm này bị lỗi. Vậy không có tiệm cận ngang, chứng tỏ đáp án này đúng rồi. Tại vì người ta cần là cần không có. M bằng âm 3 đúng, đáp án B đúng luôn. Đấy, nếu trong trường hợp cần thiết thì các bạn thử cũng được. Câu hỏi đi thi năm vừa rồi đấy các bạn cần thử. Được chưa? Đấy nhá, trên đây là những cái kỹ năng mà cần thiết. Tất nhiên nó chỉ xử lý các cái câu hỏi mức độ cơ bản thôi. Nhưng nó cũng nhanh đi đúng không? Nhanh là 1 và đôi khi nó mang tính cẩn thận là 2 cho các em trong chuyên hàm số nhá. Để mình chốt lại toàn bộ đấy.